Giờ đi cho gia cầm ăn và sẵn đây kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Sự thật mà bạn chưa biết. Có qua Tiun Thiền Định thì Thần Rừng hiện ra có hỏi ngài ấy tại sao dịch bệnh Covid ở Việt Nam lâu hết quá vậy. Ở ngoài Hà Nội đang mắc Covid nhiều nhất luôn. Thì Thần Rừng nói với Tiun rằng Tiun là đại trí huệ thần thông mà còn hỏi cái đó. Thì Tiun mới cười nói rằng vì tôi muốn xác minh thêm một lần nữa coi có phải là như vậy hay không. Trước kia mấy tháng thì có những cái anh chị ở ngoài Hà Nội đăng lên những cái video chửi người miền Nam rằng do miền Nam kiểm soát không được dịch bệnh. Nhưng thưa các anh chị, sự thật là dịch bệnh chỉ khi hết khi nào quý vị đừng làm hại thiên nhiên và động vật nữa thôi. Và cái sự quả báo dành cho cái ác lúc nào nó cũng là cái cuối cùng. Là cái ác nhất nó sẽ luôn bị quả báo sau cùng nhất. Nhìn kỹ lại miền Nam này đi. Bao nhiêu năm qua, từ sau giải phóng thì tất cả dân Hà Nội đều di dời vào miền Nam để khai hoang, để chiếm hữu đất rừng thành đất nhà riêng, làm thành đất nông nghiệp, đất thổ cư của mình ha. Thì quý vị vô trong này phá rất là nhiều thiên nhiên và động vật. Hiện tại đất trong rừng ngập mặn này là cũng đâu phải là của người miền Nam đâu. Người miền Nam hầu hết là người ta đi định cư nước ngoài hết rồi. Còn người miền Bắc vô á, là phá thiên nhiên, phá rừng để làm thành nhà ở của mình. Sau đó, sau bây giờ là bán đất. Những cái tài sản này của quý vị không thuộc về quý vị trong quá khứ. Và mà quý vị bán lên hàng tỷ đồng, mua gọi là mua cẩm lai, mua dê chai mà bán giá cẩm lai á quý vị. Nên cái quả báo lớn lắm, phá thiên nhiên mà. Thì nên cái quả báo cuối cùng là dành cho người miền Bắc. Và Thần Rừng hỏi Tiun rằng ngài có muốn hết Covid-19 cũng không thể được. Bởi vì khi người ta ủng hộ ngài thì Covid-19 mới hết. Nên Tiun cứ làm những việc mà Tiun muốn đi. Tiun cứ tận hưởng cái cuộc sống Tiun có đi. Đừng giúp người sẽ đụng chạm đến các vị thần khác. Và bên dưới họ còn rất là nhiều quỷ sai nữa. Họ đang quả báo nhân loại mà ngài cứ cản hoài là họ sẽ tiễn ngài đi khỏi thế giới này luôn đó Tiun à. Tôi thấy nói vậy cũng hợp lý mà. Thật sự muốn giúp cho quý vị nhưng mà khó thể. Chỉ cần quý vị phóng sanh đúng cách, giải cứu động vật đúng cách trong tự nhiên thôi là có được phước báo rồi. Quý vị mua đất đai bây giờ thì để cho nó phát triển thành rừng, trả lại cho thiên nhiên thì là đã hết Covid-19 rồi. Nhưng mà không ai làm được điều này. Bây giờ mua một lô đất rồi phân nhỏ ra rồi bán lên giá gấp 10 lần như vậy. Mua một mẫu đất phân ra lô xong rồi bán. Phân lô là bán giàu lắm. Nên quý vị ăn xài sung sướng trên cái nghiệp chướng của mình mà không biết luôn. Nên ở Việt Nam mình thì ở ngoài Bắc là tàn phá thiên nhiên động vật nhiều nhất. Nên quả báo là lâu nhất. Chỉ có như vậy thôi đó. Tôi hết cách rồi. Nên Tiun chỉ có thể giải cứu được những chúng sanh hàng ngày trong rừng ngập mặn để hồi hướng công đức cho quý vị những ai ủng hộ Tiun. Chứ Tiun không thể chống đối lại vĩ thần. Quý vị cũng là con cháu của họ mà. Quý vị giúp họ tạo đền thờ, chùa chiền, nhà thờ các kiểu để phát huy cái tôn giáo thần giáo đó của quý vị. Nhưng quý vị coi đi, tất cả những thứ đó đều là xây dựng nên của cải vật chất, không có gì là thiên nhiên động vật. Quý vị vô một ngôi chùa có thể hít được cái mùi không khí trong lành của thiên nhiên trong ngôi chùa đó không? Tất nhiên là không. Toàn là mùi nhang đèn, nhang khói không. Quý vị cúng cho các vị thần, các bức tượng mang hình Phật đó, nhưng mà mang hình Chúa đó, nhưng mà đó là thần chứ không phải là Phật. Quý vị hương quả cho họ thì họ càng ngày mạnh hơn lên, đạo của thần càng mạnh lên. Nên Phật, Chúa hay tiên gì đó cũng không hưởng được, bởi vì Phật đâu có ở trong chùa, Chúa cũng đâu ở trong nhà thờ quý vị, chỉ có thần thôi. Nên quý vị nói mình theo Phật, theo Chúa này kia, tôi ui mắc cười quá. Quý vị không có theo, quý vị không có hành theo pháp của Phật. Quý vị niệm Phật nhưng mà quý vị không có hành theo pháp Phật. Quý vị chỉ nói lời hay, thầy lên trên mạng giảng rất là hay, nhưng mà thầy thì thân tướng mập mạp, béo tốt. Thầy có bao giờ đi vô rừng phóng sanh như Tiun hay không? Thầy có bao giờ thiền định trong rừng? Thầy có bao giờ liên kết được các thần? Thầy có làm được như vậy hay không? Tiun biết cha xứ mà khi mà ông ấy cận kề với cái chết ở trong bệnh viện, ông ấy la hét đau đớn kinh khủng, thua cả một cái ông chú sống cống hiến cả đời, chết một cách thoải mái ra đi tự tại. Còn vị cha xứ đó chết quá là đau khổ, bởi vì khi sống đang hành theo pháp của quỷ thần chứ không phải là của tiên Phật, của Chúa. Tất cả những gì liên quan đến thiên nhiên và động vật đều là chánh pháp, đều hướng đến quyền bình đẳng của muôn loài. Còn những gì mà tô vẽ đắp hình tượng này kia tạo ra cái phước, quỷ thần khuyến khích các bạn xây hình tượng Phật nhiều lên để phát dương đạo Phật, xây chùa nhiều lên, làm cầu đường nhiều lên, dâng hoa lễ Phật nhiều lên. Dâng hoa mà phải cắt một cái cây bông hoa xinh đẹp để tạo thành, để dâng lên Phật. Thay vì mình dâng hoa lên Phật bằng cách thành tâm trồng cái cây hoa đó thật là đẹp, phát triển thật là tốt, rồi hồi hướng công đức đến với vị Phật đó, đó mới thật sự là dâng hoa lễ Phật. Quý vị làm sai nên quỷ thần phán xét quý vị, nên Covid-19 sẽ không thể hết được. Thật là đáng buồn. Có bao nhiêu người sẽ ủng hộ Tiun.